tiến trong nghề nail. Nhiều người có quan niệm rằng học nghề nail không có tương lai nhiều, chỉ có thể làm thợ hoặc cao lắm là mở tiệm. Nhưng thực tế, với một tay nghề nail thành thạo, bạn có thể làm chủ sự nghiệp tương lai với nhiều hướng đi hơn thế. Lộ trình thăng tiến trong nghề nail sẽ có những gì? Mời bạn cùng tham khảo với Hua Nail School nhé! 1. Vị trí kỹ thuật viên nail. Khởi điểm sau khi học nghề nail chuyên nghiệp xong chính là kỹ thuật viên nail. Đây là vị trí cơ bản bạn cần phải tham gia, vì sau khi hoàn thành khóa học, bạn cần phải trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Chỉ khi làm thợ lâu, bạn mới hoàn thiện được kỹ năng nghề nghiệp và giao tiếp khách hàng. Muốn thăng tiến lên các vị trí cao hơn, bạn càng phải có dày dặn kinh nghiệm và hiểu ý khách hàng. Bạn có thể làm kỹ thuật viên nail tại các salon lớn nhỏ, các thẩm mỹ viện, spa hoặc làm chuyên nail cho các studio trang điểm. 2. Vị trí quản lý nail salon. Khi làm KTV nail lâu năm, bạn sẽ có cơ hội được cân nhắc lên làm quản lý tại các salon. Tay nghề đã nhuần nhuyễn kết hợp nắm vững quy trình công việc là yếu tố cần để trở thành quản lý. Đây là cơ hội để bạn thăng tiến ở vị trí cao hơn, nâng cao nguồn thu nhập cũng như tạo uy tín cho cá nhân mình về sau. Ở vị trí quản lý nail salon, bạn sẽ phải đảm nhiệm các công việc sau: phân bổ công việc, sắp xếp lịch làm việc cho KTV, tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng, lên kế hoạch và quản lý doanh số cho salon, điều hành hoạt động salon được thuận lợi, hút khách hơn. 3. Làm chủ kinh doanh nail. Nắm chắc trong tay kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm vận hành salon, quản lý nhân sự, cộng thêm có điều kiện kinh tế, lộ trình thăng tiến trong nghề nail của bạn sẽ bước sang trang mới. Bạn có thể tự tin mở tiệm, bạn sẽ làm chủ tương lai của chính mình. Quy mô salon lớn hay nhỏ tùy thuộc vào khả năng của bạn. Ban đầu bạn có thể chọn sang nhượng lại tiệm, hoặc tự mình mở kinh doanh với quy mô nhỏ trước, sau khi vận hành đi vào ổn định sẽ mở rộng hơn. Ở vị trí chủ kinh doanh, thu nhập mang lại cho bạn rất lớn, sau khi trừ đi tất cả các chi phí, bạn có thể bỏ túi vài chục triệu thậm chí cả trăm triệu mỗi tháng, nếu kinh doanh thuận lợi. 4. Vị trí giảng viên người truyền đạt kiến thức. Trong lộ trình thăng tiến với nghề nail, ít ai nghĩ định hướng sang dạy nghề một cách chuyên nghiệp. Nếu bạn có đam mê với nghề, có khả năng truyền đạt tốt và mong muốn được chia sẻ kiến thức, dẫn dắt người mới vào nghề thì định hướng làm giảng viên nail là một ý tưởng hay. Bạn có thể lựa chọn công tác tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, thẩm mỹ viện hay trung tâm dạy nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp. Muốn trở thành giảng viên nail, bạn không chỉ phải có tay nghề, sở hữu trình độ cao ở nhiều kỹ năng, mà còn phải có nghiệp vụ sư phạm để phục vụ công tác giảng dạy. Mức thu nhập của giảng viên tại các trường thường cố định vào khoảng 10-15 triệu tháng, còn nếu bạn làm giảng viên tự do, giảng dạy bằng thương hiệu cá nhân thì có thể mức thu nhập còn cao hơn nhiều. Hua Nail School là đơn vị uy tín hàng đầu trong đào tạo ngành nail chuyên nghiệp. Chương trình chú trọng tay nghề thực tế cộng với việc giảng dạy bài bản theo chuẩn quốc tế. Học viên được rèn luyện thành thạo, nâng cao tay nghề và tự do sáng tạo, đa dạng các kỹ năng và nghệ thuật nail, giúp bạn không chỉ biết nghề mà còn nâng tầm tay nghề của mình. Sau khi học xong, bạn được thi lấy chứng chỉ sơ cấp nghề quốc gia và chứng chỉ quốc tế được công nhận ở nhiều nước và làm việc tại nước ngoài. Bạn có thể học hỏi cách trở thành giảng viên ngay từ cách chúng tôi giảng dạy. Nếu bạn có thành tích xuất sắc, sẽ được trung tâm giữ lại và đào tạo thêm để trở thành nhân viên.